Xin kính chào quý cô chú bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh video của mình. Tết sắp đến rồi và trên mâm cơm của mỗi gia đình không thể thiếu đĩa giò xào. Hôm nay mình lên đây chia sẻ với quý cô chú bác, anh chị và các bạn cách làm giò xào mà đạt được tiêu chí mềm, dẻo, giòn, ngọt, ngon. Và mình cũng muốn nói là ai muốn ghi điểm cho cái món giò xào này trong bữa cơm gia đình thì hãy xem hết video của mình để làm theo cách này nhé. Thực sự là rất ngon đấy các cô chú bác, anh chị và các bạn ạ. Đầu tiên thì mình sẽ bắc một cái nồi nước lên đây để mình luộc cái tai và cái mõm, cái da. Thì hôm nay mình cũng nói luôn là mình mua 7 lạng tai, mõm và da lợn, bì lợn đấy ạ, cùng với 7 lạng thịt nạc. Thì trước tiên cái nồi nước này mình sẽ cho một chút muối vào này. Mình cho một thìa giấm vào các bạn nhé. Đấy, cái thìa này của mình to, mình nói là phải bằng hai cái thìa ăn phở đấy ạ. Và mình sẽ cho vào đây ít củ hành, củ gừng. Đây là củ gừng, gừng này mình cũng chỉ đập dập thôi các bạn nhé. Và hành đấy ạ. Đấy thì mình cũng đập dập để sau này cái này mình bỏ đi mà. Đấy thì tất cả cái này mình luộc lên để luộc cái tai mõm lên cho nó thơm các bạn nhé. Đấy thì mình sẽ cho vào để mình luộc. Cách làm của mình sẽ khác với mọi người thường hay làm đấy ạ. Đấy, mình có từng này là 7 lạng các bạn nhé. Thì mình mua là tai mõm và da bì này là 7 lạng và cũng 7 lạng thịt nạc luôn. Đấy thì ở đây mình sẽ đun lên và mình trong lúc chờ cái da này được thì mình quay ra mình sẽ đi thái cái thịt nạc mình ướp nhé. Thịt nạc ở đây thì mình mua hôm nay thì mình mua được cái thịt ở chỗ thịt chân giò ấy. Thì nó cũng không có mỡ đâu ạ. Thế còn nếu ngon thì các bạn có thể mua cái đầu giòn hoặc là cái nạc vai đều được nhé. Thế nhưng mà tốt nhất là tránh cái chỗ mà nó nhiều mỡ. Thế và mình sẽ thái nó tương đối to một chút các bạn nhé. Nó sẽ to hơn cái ngón tay của mình ấy. Tự vì sau này mình xào lên nó quắt đi. Với cái thứ hai là bó vào giò rồi thì mình khi thái giò mình cũng thái nhỏ. Cho nên là nếu mà các bạn mà thái cái thịt này bé quá thì sau này nó sẽ vụn và cái miếng giò của mình nó sẽ không ngon và nó cũng mất đi cả cái độ ngọt nhiều nhé. Đấy, các bạn nhìn mình thái như thế này để các bạn thấy là cái cách của mình làm như thế nào. Đấy, mình thái to như thế này các bạn nhé. Tại vì khi xào là nó sẽ quắt đi mà. Đấy, thì cứ như thế này mình thái này. Và giờ sau khi thái xong cái thịt này thì mình sẽ đem đi ướp các bạn nhé. Đã nói đến giò ấy thì nó là cái món ăn truyền thống của người Việt Nam. Cho nên kiểu gì mình cũng ướp bằng nước mắm các bạn nhé. Các bạn cố gắng chọn lấy nước mắm càng ngon, nước mắm cốt thì càng ngon ạ. Thì là cái giò của mình sẽ rất thơm. Ở đây thì mình cho một thìa nước mắm các bạn nhé. Và hạt tiêu ạ. Hạt tiêu ở đây thì mình sẽ dùng hạt tiêu xay vỡ thôi các bạn nhé, không dùng cái hạt tiêu mà xay mịn đâu nhé. Mình sẽ dùng hạt tiêu xay vỡ để mình cho vào. Đấy, mình đảo hết lên mình ướp. Đấy thì đối với cái món giò thì lúc nào mình cũng dùng nước mắm cốt nhé. Nước mắm mình tự làm lấy nên là nó rất là thơm ngon luôn. Đấy thì mình dùng nước mắm cốt để mình ướp cái này. Đấy, trong cái lúc mà chờ cái nồi luộc của cái tai mõm kia thì mình sẽ ướp cái này. Và luộc cái tai mõm kia thì cũng mất khoảng 15 đến 20 phút. Các bạn luộc sôi lên rồi để lửa vừa phải thì các bạn cứ đun như thế khoảng 15-20 phút thì cái tai mõm của mình sẽ được. Đấy thì các bạn ướp kỹ cái thịt này nhé. Thế và khi mà mình kiểm tra cái nồi luộc này các bạn nhé,
thì mình cũng không luộc quá nhừ, nhưng mà cũng không không luộc quá cứng. Thì mình dùng cái tăm hoặc là một cái xiên gì đấy, các bạn xiên như thế này. Khi mà thấy nó mềm mà xiên được là được rồi đấy ạ. Nhưng mà cũng không không cứng quá và cũng không nhừ quá nhé. Đấy thì các bạn sau khi mà các bạn xiên mà thấy được rồi thì sẽ lấy ra để chúng ta rửa sạch đi rồi chúng ta thái ra nhé. Đấy, của mình như thế này là được rồi đấy. Mình dùng cái xiên đấy mình xiên là thấy nó mềm tay là được, chứ còn đừng để nó nhũn quá thì lại nó mất cái độ giòn về sau này. Đấy, thì cái nước luộc này mình sẽ giữ lại một bát các bạn nhé. Để tí nữa mình xào mình cho vào. Đấy, rửa sạch đi và lúc này chúng ta sẽ thái. Và khi thái cái này thì cũng cũng không không thái quá quá mỏng quá nhỏ các bạn nhé. Mình cũng thái to đấy. Đấy. Đấy các bạn cứ thái như thế này cho mình nhé. Đấy, không không thái mỏng quá đâu ạ. Đấy, từ vì là giò xào sau này mình còn cắt miếng giò ra mình cũng cắt nhỏ, cho nên là các bạn đừng thái nó bé quá là sau này cái miếng giò nó sẽ không ngon. Và đây là mình có mộc nhĩ nữa. Mình sẽ thái luôn mộc nhĩ này. Mộc nhĩ này cũng đã làm sạch hết rồi. Đấy, nguyên liệu để mà làm cái giò này thì các bạn thấy là mình cũng chỉ có tai mõm và cái da lợn cùng với lại mộc nhĩ, thịt nạc. Thế và bây giờ mình bắt đầu xào nhé. Thì trước tiên là mình sẽ cho tí dầu vào mình phi thơm cái hành với tỏi. Đây là hành với tỏi mình xay nhuyễn rồi. Thì mình chỉ phi thơm lên thôi chứ cũng không phải phi cháy vàng đâu các bạn nhé. Em phi thơm lên. Đấy các bạn xem mình làm. Đấy, mình chỉ phi đảo cho nó thơm lên thôi là được. Đấy, sau khi mà cái hành hành tỏi nó được rồi thì mình sẽ cho cái thịt nạc này vào mình xào trước này. Đấy, các bạn đảo cho cái thịt nạc này bao giờ nó ngấm mắm ngấm muối đầy đủ rồi thì bắt đầu là chúng ta mới quay ra chúng ta cho cái tai mõm mà vừa nãy thái vào. Thế và các bạn thấy nhìn như thế này là các bạn đã thấy là khác với lại chúng ta hay làm truyền thống là cho hết thịt sống vào để cùng cùng xào đúng không ạ? Và xào cho đến khi nó chảy nhựa ra thì bây giờ mới mới được. Và làm như thế thì cái miếng thịt nó rất là khô. Thế và thậm chí là mỡ nó chảy ra rất nhiều khi ăn rất là ngán và nó cứng đúng không ạ? Đấy thì mình cũng vừa làm vừa giải thích với các bạn luôn. Thì là đây cái cách của mình là đấy, sau khi mà mình đảo cái thịt nạc nó ngấm mắm ngấm muối thì bắt đầu mình cho cái tai mõm mà mình đã luộc rồi nó mềm rồi đúng không? Đấy thì mình cho vào đây mình đảo. Và mình đảo xong bây giờ thì bắt đầu mình tiếp tục mình lại cho thêm nước mắm vào nhé. Thì giờ mình sẽ cho thêm 2 thìa nước mắm các bạn ạ. Đấy. Và mình vẫn nhắc lại với các bạn là cố gắng là các bạn dùng nước mắm cốt được thì càng tốt nhé. Tại vì là cứ nói đến món giò, các món giò của người Việt mình là phải dùng nước mắm và nước mắm cốt. Đấy, mình cho thêm một ít bột canh nữa. Cho vừa phải thôi. Cái này thì mặn nhạt như thế nào là do các bạn nhé. Cho gia đình các bạn ăn mặn nhạt thế nào thì các bạn cho nhé. Còn mình thì mình cũng cho nó nhạt vừa phải thôi. Tự vì thực ra giò thì thường là mọi người nếu có thể còn còn khi ăn còn chấm thêm nước chấm nữa. Đấy và mình lại cho thêm hạt tiêu nữa nhé. Một chút đường nữa các bạn nhé. Để nó cái đường với lại là cái mặn của muối của nước mắm ấy nó sẽ trung hòa với nhau thì cái vị ngọt nó sẽ ngon hơn và mình không dùng mì chính. Mình chỉ dùng đường thôi. Thế còn nếu mà bạn nào cần thì có thể cho thêm mì chính nữa nhé. Thế nhưng mình thì chỉ cho đường thôi. Mình cho thêm một chút đường vào đây. Và
cái đường này nó cũng không hiện lên là quá ngọt đâu, tại vì mình người Bắc cũng không không ăn ngọt, cho nên là mình chỉ để cho nó dịu cái mặn thôi. Đấy thì sau đó thì mình đảo như thế này cho nó ngấm mắm ngấm muối. Đấy các bạn nhìn mình đảo nhé, với cái cách đảo như thế này thì nó cũng hoàn toàn là chưa có cái gì là xác cả, đúng không ạ? Và nó cũng đấy, sau khi mà nó ngấm mắm ngấm muối rồi ý, thì cái nước luộc lúc nãy đấy mình sẽ giữ lại một một bát các bạn nhé. Đấy, mình cho cái bát nước luộc vừa vừa nấy vào, và bây giờ thì mình sẽ đun. Đến mục đích của cho cái bát nước này vào thì là để cho cái bì nó ra nhựa thôi ạ. Đấy thì, và các bạn sẽ đảo khi nào mà cái nước này nó cạn đi một nửa rồi thì lúc đó chúng ta sẽ cho mộc nhĩ vào. Đấy, như thế này là nó không có xác tí nào đâu ạ, hoàn toàn rất là ngon. Đấy, khi mà nó đã cạn đi một nửa rồi thì mình cho mộc nhĩ vào, mình đảo tiếp. Thế và đến lúc là nó vừa cạn hết nước thì cái mộc nhĩ này cũng vừa chín là vừa ngon đấy ạ. Thì là chúng ta đảo sẽ được nhé. Thế và lúc đó thì mình sẽ đem đi gói, và các bạn sẽ xem cái cách gói giò của mình nữa nhé, cũng rất là tiện luôn, mình không cần cần dùng khuôn gì đâu ạ. Các bạn nếu có khuôn thì càng tốt, nhưng mà không có khuôn thì các bạn cũng hoàn toàn là làm được nhé, chỉ cần có cái màng bọc thực phẩm thôi, là chúng ta với một cái túi bóng là chúng ta đã gói gói được cái giò này rồi, và không có cần khuôn một tí nào đâu các bạn nhé. Đấy, hôm nay thì mình sẽ làm cho các bạn thấy, còn cái khuôn thì mình cũng có đủ các loại khuôn inox, nhưng mà hôm nay thì mình làm đây để cho các bạn thấy là cái cách gói giò như thế nào, và các bạn ở bất cứ đâu các bạn cũng làm được cái giò xào này mà hoàn toàn rất là ngon luôn. Mà cách làm này gói như thế này còn có lẽ còn dẻo còn ngon hơn cả các bạn dùng khuôn đấy. Đây thì mình sẽ lấy cái túi bóng. Túi bóng ở đây thì tùy các bạn muốn to hay nhỏ thì các bạn sẽ dùng cái túi to hay túi bé, nhưng mà thường thì nếu các bạn gói 1 cân ấy thì các bạn dùng cái túi 2 cân, mà các bạn gói nửa cân thì các bạn dùng gói cái túi 1 cân nhé. Thế sẽ cho và chúng ta cho vào, chúng ta cân bao nhiêu thì tùy chúng ta, và sau khi cho vào các bạn buộc lấy 2 cái đầu, và như thế này các bạn cứ chọc cho nó thủng để nó thoát khí khí ra ấy, để chúng ta đấy, và các bạn cứ quấn như thế này cho mình, và cứ mỗi một vòng quấn là các bạn lại chọc cho mình để cho nó thoát khí ra, thì nó các bạn lăn đi lăn lại và nó hoàn toàn rất là chặt luôn. Đấy, chỉ khi nào đến gần cái vòng cuối cùng thì mới không không chặt nữa, không chọc nữa nhé. Đấy, dùng cái tăm hoặc là cái gì nhọn các bạn chọc. Đấy thì là các bạn như thế này là hoàn toàn là các bạn được cái 2 cái giò rất là ngon đây rồi. Đấy, thế và sau đó thì đem đi để tủ lạnh. Và các bạn để 5-6 tiếng tủ lạnh một buổi ở trong ngăn mát tủ lạnh thì là các bạn sẽ được một cái giò như thế này. Và lúc này ấy, nếu mà các bạn mà muốn muốn cho nó đẹp, hay muốn đi làm quà, hay muốn có gói bằng lá chuối, thì các bạn chỉ cần cắt 2 cái đầu này đi là các bạn có thể là lấy lá chuối đi gói thôi. Còn nếu không thì chúng ta cứ để như thế này là chúng ta cắt ra ăn được rồi. Thế và lúc này là cái giò nó rất là dẻo và nó nảy lắm các bạn ạ. Đấy, thế thì mình sẽ cắt ra cho các bạn xem nhé. Đấy, nếu mà các bạn mà muốn gói lại bằng lá chuối ấy, các bạn chỉ cần cắt 2 cái đầu này đi thôi, là các bạn có thể đem lá chuối đi các bạn gói. Đấy, thì ở đây thì mình cũng không gói to, mình để gói nhỏ nhỏ vừa phải để đến khi mình cắt ăn cho nó dễ. Đấy, đấy các bạn nhìn đã thấy là rất là ngon rồi đúng không? Giò rất là dẻo luôn. Và với cái vị mình chà mắm muối như thế này là với nhà mình là rất phù hợp. Đấy, và bây giờ hoàn toàn là cái giò của mình đã đạt được tiêu chí là dẻo. Vâng. Đấy, Giò sao ấy. dẻo này, mềm, giòn, cái tai nó vẫn còn giòn lắm ạ. Đấy, Vâng. và ngọt ngon. Vâng. Đúng tiêu chí mà mình yêu cầu. Và đây Mộc bạn nào mà đi về làm dâu mà làm được cái giò này thì đảm làm bảo do là ghi sao điểm với nhà chồng tuyệt vời luôn. thì Đấy thì thủ các với bạn thấy tay video của mình mà hay thì chia do sẻ với sao nhiều người mà khác cùng xem, và bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký video cho mình nhé. Cho em mình làm nặng xin cho một em không phải like làm và thay một đâu. lời bình luận.
để có động lực làm tiếp các cái video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú bác anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại video sau ạ.